chủ đại lý là Bảy An ở thành phố Bến Tre. Thì hiện tại là mình kinh doanh nghề nuôi trang trại này đang cũng gần 20 năm rồi. Tôi hiện tại là có 6 cái trang trại nuôi tôm như thế này. Cái tổng cái số lượng ao nó khoảng là 40 ao. Hiện tại tôi nuôi theo mô hình CV F-Combine Model. Quản lý ao nuôi bằng chương trình CV Probiotic Farming. Theo quy trình này, tôi sẽ kiểm soát tốt các chỉ tiêu môi trường nước trong ao nuôi, chế vi khuẩn có hại cho tôm, tăng sức đề kháng cho tôm nuôi, từ đó giúp tôm lớn nhanh, rút ngắn thời gian nuôi, tăng lợi nhuận cho người nuôi. Trong nuôi tôm trong ao bạc với mật độ cao, chúng ta nên dùng là những sản phẩm là Sodamet, Bí Cạ, Cá Bắc, và đặc biệt nhất là Sodabil. Đặc biệt là sử dụng Sodabil để cung cấp khoáng khi tôm lồng đáy.